Chương trình tĩnh tâm Giáng sinh với loạt bài học Chúa đến trong thế gian. Hân mời bạn cùng nhóm thông công dành thời gian tĩnh lặng, trông chờ, tỉnh thức và thầm nguyện. Ao ước loạt bài tĩnh tâm Giáng sinh này sẽ dẫn dắt các bạn khám phá sự kiện Chúa đến trong thế gian. Bài 4: Ơn phước cho toàn thế giới. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong Ma-thi-ơ chương 1 câu 1. Gia phả của Đức Chúa Giê-xu Christ, con cháu David, con cháu Abraham. Khởi đầu bản gia phả của Chúa Giê-xu, Ma-thi-ơ khiến độc giả phải chú ý đến câu mô tả Chúa Giê-xu là con cháu Abraham. Đối với một người Israel thời cổ đại, mô tả như vậy có ý nghĩa rất lớn lao, lớn hơn cả việc một người là con cháu ruột thịt của vị tộc trưởng vĩ đại này. Trở nên con cháu của Abraham chính là trọng tâm của bản sắc dân tộc Israel. Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham rằng con cháu của ông một ngày nào đó sẽ trở thành một quốc gia vĩ đại. Sáng Thế Ký chương 12 câu 2, chương 15 câu 18. Và các vị vua sẽ xuất thân từ dòng dõi Abraham. Sáng Thế Ký chương 17 câu 6, câu 16. Người Do Thái vào thế kỷ thứ nhất hẳn đã thấy rằng hai lời hứa này đã thực hiện khi Israel trở thành một quốc gia vào thời Môi-se và rồi trở thành một vương quốc vào thời David. Tuy nhiên, có một lời hứa với Abraham vẫn chưa được thực hiện, và đó là lời hứa lớn nhất trong tất cả. Để đáp lại lòng trung thành của Abraham, Đức Chúa Trời đã hứa rằng dòng dõi của Abraham sẽ phục vụ như một công cụ để mang lại phước lành cho tất cả các dân tộc trên thế giới. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước, vì con đã vâng lời ta. Sáng Thế Ký chương 22 câu 18. Lời hứa thứ ba này đã làm nảy sinh niềm tin của người Do Thái rằng một ngày nào đó, những người từ tất cả các quốc gia ngoại giáo sẽ đến để thờ phượng một Đức Chúa Trời chân thật duy nhất và được hợp nhất với Israel trong một gia đình giao ước. Bằng cách truy theo dòng dõi của Chúa Giê-xu đến tận thời Abraham, Ma-thi-ơ đang thu hút sự chú ý của chúng ta đến sứ mệnh trên toàn thế giới này của Israel. Và một sự ám chỉ như vậy có thể khuấy động hy vọng rằng đứa trẻ ở cuối bản phả hệ này sẽ là người thực hiện lời hứa thứ ba mà thế giới đã mong đợi từ lâu và mang lại phước lành cho toàn bộ gia đình nhân loại. Chúa Giê-xu đến trong thế gian để làm thành lời hứa Đức Chúa Trời ban phước cho toàn thể nhân loại, kéo mọi người đến với gia đình của Ngài. Câu hỏi suy ngẫm: trong mùa vọng này, làm cách nào tôi có thể trở thành một phước lành của Chúa cho người xung quanh? Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng đã đến trong thế gian. Nhiều lúc con quá bận rộn đến mức con không còn nhìn thấy nhu cầu của những người quanh con. Xin mở mắt con để con thấy được cuộc đời con nằm trong kế hoạch lớn lao của Ngài dành cho các gia đình trong thế gian này. Con cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Giê-xu. Amen. Xin
cầu nguyện cho chương trình và chia sẻ chương trình này cho bạn bè cùng khám phá sự kiện Chúa đến trong thế gian. Hẹn gặp lại bạn trong chương trình ngày mai.